Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay á, bà nội sẽ hướng dẫn mình làm kim chi kiểu Hàn Quốc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm với nội. Nè. Cái lá này tên gì em quên rồi. Minari. Minari chứ kìa. Minari. Oh, 그렇게 해가지고 이걸 같이 썰어. 응. Cut it like that? 한라, 어? 한라야? 파. 한라가 파예요, 파. 쟤 lá hồi nãy tên gì em quên rồi. Thề. Không phải cái này nè. Minari. Vậy là hồi nãy giờ là nguyên liệu của mình là có minari, hành lá, bây giờ là một trái táo, ủa, trái lê. Yeah, ok. Sợi dài vậy nè các bạn. Các bạn, xà gót thì mình sẽ vào sợi. Hành tây thì cũng cắt dài giống như là củ cà rốt với lại lê hồi nãy luôn. Rồi tiếp tục là cái này là hành baro gì nè. Cái rồi một cái hành. Nhiều muốn. Nhưng mà điều khác biệt là củ cải trắng ở Hàn Quốc á lớn và chắc hơn anh ha. Cái muối 한국 무가 더 커. 아니야, 한국 무가 더 커. 베트남 무는 작은데 한국 무가 더 커. Bây giờ bà nội cho như đây gừng nè các bạn. Với lại 3 muỗng tỏi. Ở Hàn Quốc mình thấy là tỏi là tỏi toàn là tỏi sẵn vậy không à. 3 muỗng rưỡi tỏi luôn. Rồi một lát mình sẽ trộn lên. Oh, Wing, 잘한다. 잘하고 있어요. Gần bé chưa kìa. Cái này là hình như là water, củ mèn. Gần theo cho thái gốc, gần chịt. Gần nước mắm. Ồ, nước mắm Hàn Quốc nè. Nước mắm này có mấy con tép này luôn. Gần theo cho. Còn bù rôn, gần chịt. Gần chịt. Cân cân Hàn Quốc là theo cho. Dạ. Chưa thế hả? Dạ chưa. Ok. 할머니 저 새우젓 대신에 베트남 소스 써도 돼요. 응?
저 새우젓 대신에 베트남 소스 써도 돼요. 늑맘이라고 그 소스 써도 돼요. Cái này hơi ít tương bột ớt à. Rồi sẽ cho thêm các bạn ơi. Fish sauce. 새우젓. 다시 단대고 할머니? 다시 다. 이거 뭐야? Ajinomoto. Giống như Ajinomoto cho đậm đà thêm ha. Ồ, xin lỗi. Nội không sử dụng cái gông biển gì hôm qua anh mua hả? Cái này là cái này là cái này. Ồ, thế hả? Thằng gì, cô, cái này là gì? 이거 감자가루. 감자가루? 응. 오. Cái này giống như là nước khoai cay. Dạ. Giống như ở bên Việt Nam mình sử dụng bột gạo hay bột nếp đó. Sắp tới cả rồi em muốn đi. Hàng hôm đầu tiên là mình đi thao chuột thế. Mình tham gia thao thế mà. Bây giờ mình chỉ có việc trộn đều lên thôi. Màu dẹt quá em mà. Ừ. Đây nhìn đi. Ôi xa lạc. 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 유튜브 유튜브 난 구독자요 구독자 팔로워요 나는 저희 이번 엄마 이번 12월에는 윙이 와서 이제 겨울 김자 할 거야 정보하는 거지 오케이 마을이 내버려 이거는 용훈이 형한테 두 개 하겠습니다. 우린 잘 처리만 사가지고 내가 사먹으면 안 돼? 와, 미스커트 양과 ngon 아, 좋다 야, 여기다 싸서 채워줘 네 짜자, 짜자 Vậy hả? Ừ. Không anh em. Sợ dính quá. Không nơi ăn có. Thế này? Cắp cha này. Thân thân đó. Ừ, ừ, it's ok. Thân thân. Thân thân. Thân thân. Thân thân. Thân thân. Đúng không? Thân thân. 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 Ờ, cho anh một miếng nha. Ăn đi. Hả? Chúng của em, anh Tàu. Nói chứ cái này xong rồi để phần 그냥, sốt. Nhưng mà chỉ cần chắc. Chắc chắn vào dòng cuốn. Cuốn lại. Thôi nên. Thế bài. Thế nên chứ. À, 이거 내 말이야. 참 자꾸. 그 하얀 거 짜요 마 응 짜요 먹죠 rồi bây giờ muối thôi 100%. Nhưng mà em thử cái sốt á thấy đậm đà lắm luôn đúng rồi ba con cái nữa
Để cha chuẩn bị cái thùng rồi mình bỏ vô. Cho kim chi hạt. Kim chi, kim chi 있는 동안에 그 멀고기 그 양념이 다 배잖아. 응. 그러면 그게 맛있대. 소고기가? 다음에 그렇게 할게. 에이. 안 내가 먹고야, 엄마. Bây giờ các bạn, mình nhà mình có mấy cái củ cải trắng nè, với lại còn lại phần sốt này á, mình sẽ lấy củ cải trắng này để làm kim chi luôn với cái phần sốt còn lại. Thì nội kêu cách này nè các bạn, cắt bự bự vậy đó. Đó. Một củ cải trắng bự bên đây thì mình chia làm ba khoanh rồi sắt lại thôi. Củ nào cũng lấy bự thì lấy một mực. Ủa tiền của ba mực hết rồi. Trộn với cái sốt hồi nãy á. Nãy còn mấy củ cà gót nè. Bỏ vô luôn. Nè. Màu đẹp quá anh ha. Ồ, đẹp quá. Các bạn coi một hũ kim chi bên đây nữa nè. Thật tất cả đi luôn. Ừ, hũ kim chi thì 뭐라고 불러요? 텃밭이? 그냥. 응. 살짝은 풀어서 섞어서 텃밭이. 어, 이게 we call this this kimchi 텃밭이. 어, 좀 할 거 거기 하. 네. 호박이랑 떡이. 어. 김치. Tại vì các bạn biết sao không? Được rồi. Mình về Kumo chơi với gia đình, về mua nhà Kumo. Thì Kumo có cho một vài cái củ cải trắng với lại vài bắp cải á. Thì vợ có nhiêu làm nhiêu à. Cho nên là làm không có nhiều, các bạn làm có một thùng à. Trộn đều lên. Xong. Bỏ chung luôn đúng không? Giờ không có ăn thật còn chụp thế nữa. Nế? Không còn ăn thật còn chụp thế. Ừ. Rồi. Ở đây vậy đó các bạn. Làm kim chi á, là mình sau khi mà niêm nếm xong rồi á, trộn á thì lấy một miếng cho cả gia đình ăn. Sao bà chị có chăm sóc bà yêu? Bà chị. Nè. 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 괜찮죠? 맛있어요? 먹어보니까. 달달해. 어. 이거면 무가 우선 괜찮아. 무가. 무가 식감이 봐. 이거 끝에서 이거 써줄게. 리조짬 잘했어요. 네.
알았어, 알았어. 원하지? 응. 응. 손, 눈, 해. 응, 응. 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 như thế nào mà sốt này lại ngon như vậy luôn á. Đậm đà đâu tộc tộc quá. Sốt ngon các bạn. Sốt bà nội làm ngon quá. Cái hậu của nó ngọt ngọt cay lắm nha, cay nhưng mà ngọt ngọt mặn mặn. Cái gì biệt luôn. Sáng giờ làm được có thùng á các bạn ơi. Nhanh cảm chưa? Mình không biết thế là đứng ở đây. Nóng quá. Tôi muốn đâu mà cái này nụ. Để mình cân thử cái này nhiêu ký anh. Trời ơi, 13 ký nữa. 13 ký nữa này. 13 ký 6. Ồ trời. Nắng lắm, nắng lắm. Chen chen. Chen chen.그 건더기 건져서 무쳐 먹어도 맛있어. 괜찮지? 따오뇨. 바노이 놀라 바노이 쓰용 따오뇨. 까만 왜서? Thì đó các bạn, ngay chỗ này nè là cái nước ép táo mà nội làm á. Nội để táo rồi xong rồi nội để sắt nhỏ vậy nè, rồi để đường lên khoảng 100 ngày ha. Khoảng trên đó đó, cỡ 3 tháng. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ táo nó lên men luôn các bạn. Có cảm giác giống như rượu vậy. Chính vì vậy á, khi mà để cái nãy và các bạn thấy để cái ca nước đen đen á là nước táo đó. Thì ở trong nước táo đó, nó ngọt sẵn luôn. Thì mình trộn sốt thì mình khỏi cần để đường thì nó rất là ngon luôn. Rồi nội nói là khi mà mình làm bằng cái nước táo vậy đó rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Đúng rồi, đúng rồi. Harmony. 감사합니다. 감사합니다. 뭐가 감사해요? 내가 했죠.